bạn, giờ đây để điều khiển điều hòa, chúng ta không cần phải dùng đến remote mà mình chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể điều khiển mọi chức năng ở mọi lúc mọi nơi. Thậm chí là ngay cả khi bạn đang ở trong văn phòng công ty thì chúng ta có thể hoàn toàn điều khiển được chiếc máy lạnh ở nhà. Rất tiện lợi phải không nào? Và đó là một tính năng vô cùng đặc biệt của chiếc máy lạnh Ree Wi-Fi Invector 1 ngựa, có mã sản phẩm là GWC09BC K6DNA1B. Bên cạnh đó nó còn rất nhiều các tính năng thú vị khác. Hãy cùng theo dõi video để khám phá tiếp nhé. Trước khi nói về tính năng thì chúng ta hãy cùng ngắm nghía một vòng về ngoại hình của sản phẩm này nhé. Chiếc máy lạnh này vẫn giữ được một form dáng rất gọn gàng với tông màu trắng quen thuộc. Điều khiến nhiều người thích nhất về ngoại hình của máy là các phần cụm logo Ree, logo Invector và logo Wi-Fi được mạ chrome trên nền màu trắng nhìn rất sang trọng. Dàn nóng của máy cũng được thiết kế chắc chắn, cứng cáp, dễ lắp đặt ở nhiều vị trí. Mẫu máy lạnh này có công suất 1 ngựa nên rất phù hợp với những căn phòng có diện tích dưới 15m² như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách sạn, v.v. Khi sử dụng chiếc máy lạnh này thì có rất nhiều khách hàng yêu thích bởi vì nó có màn hình hiển thị nhiệt độ ở trên dàn lạnh và trên remote thì có thêm đèn trên màn hình. Đây là một ưu điểm rất lớn của chiếc máy lạnh này bởi vì trên thực tế khi mà chúng ta dùng máy lạnh vào ban đêm và mình muốn điều chỉnh nhiệt độ thì sẽ không nhìn thấy được nhiệt độ là bao nhiêu và không biết điều chỉnh như thế nào. Chúng ta sẽ phải dùng điện thoại để chiếu vào remote để có thể nhìn thấy được các nút điều chỉnh. Nhưng khi mà chúng ta đã có màn hình hiển thị nhiệt độ ở trên dàn lạnh và trên remote thì có đèn hiển thị trên màn hình thì chúng ta có thể điều chỉnh máy lạnh một cách chính xác trong không gian tối. Đặc biệt, nếu bạn cảm thấy màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh quá sáng vào buổi tối khiến bạn khó ngủ thì bạn cũng có thể tắt màn hình này đi và có thể chủ động mở lại màn hình theo ý muốn. Như đã nói ở phần thiết kế, trên chiếc máy lạnh này được ghi chú rất nổi bật logo Invector và điều này để mô tả việc Ree đã áp dụng công nghệ Invector vào sản phẩm này. Công nghệ này có rất nhiều ưu điểm, nó sẽ giúp máy lạnh chạy êm hơn, bền bỉ hơn và đặc biệt là vô cùng tiết kiệm điện nên bạn sẽ không cần quá lo lắng hóa đơn tiền điện mỗi tháng nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, Ree đã sử dụng loại ga R32. Đây là loại ga máy lạnh cao cấp hàng đầu hiện nay cho khả năng làm lạnh sâu, an toàn cho sức khỏe, bảo vệ môi trường và đặc biệt là rất tiết kiệm điện với khả năng tiết kiệm điện vô cùng hiệu quả. Sản phẩm này đã được cấp tem chứng nhận tiết kiệm năng lượng chuẩn 5 sao của Bộ Công Thương. Để chiếc máy lạnh này có thể làm lạnh tốt nhất sau khi khởi động, rất nhiều khách hàng đã sử dụng chế độ turbo ở trên remote. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi chúng ta dùng chế độ này thì chiếc máy lạnh của chúng ta sẽ nhanh chóng được kích hoạt với công suất lớn nhất. Nó sẽ giúp làm lạnh căn phòng với nhiệt độ mong muốn chỉ trong vài phút, mang đến cho chúng ta bầu không khí mát lạnh ngay tức thì mà không cần phải chờ đợi quá lâu. Khi sử dụng máy lạnh, chúng ta hay gặp trường hợp đó là máy lạnh không làm mát đúng với nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Và để khắc phục tình trạng này, Ree đã trang bị công nghệ cảm biến nhiệt độ xung quanh remote iFeel rất hiện đại. Hiểu được thói quen của người dùng, hay mang theo remote bên người khi sử dụng và để tránh tình trạng nhiệt độ nơi đặt remote không đạt tới mức như đã cài đặt trên dàn lạnh, bộ cảm biến nhiệt độ trên remote sẽ gửi tín hiệu về dàn lạnh mức nhiệt độ hiện tại quanh nơi đặt remote và sau đó kích hoạt máy lạnh điều chỉnh công suất làm lạnh sao cho máy lạnh có thể đạt mức nhiệt độ chuẩn nhất tại vị trí của người dùng. Ví dụ như khi chúng ta lựa chọn là 25 độ trên màn hình hiển thị của dàn lạnh nhưng mà nhiệt độ xung quanh chiếc remote này thì chỉ đạt 27 độ C, lúc này thì remote sẽ gửi tín hiệu về dàn lạnh và kích hoạt máy tăng công suất để nhanh chóng làm lạnh tại nơi đặt remote đạt được nhiệt độ 25 độ C sớm nhất. Trên remote của chiếc máy lạnh này còn rất nhiều các tính năng thú vị, ví dụ như là tính năng Quiet. Đây là chế độ hoạt động êm ái, giảm tiếng ồn, giúp đem lại giấc ngủ ngon hơn. Điều này sẽ khiến rất nhiều người thích, đặc biệt là những người khó ngủ vào ban đêm. Thêm một điểm đặc biệt nữa đó là chiếc máy lạnh này có thể đảo gió được 4 chiều. Thông thường những chiếc máy lạnh khác chỉ có thể đảo gió được 2 chiều lên xuống. Nhưng chiếc máy lạnh này còn có thể điều chỉnh hướng đảo gió tự động theo hai hướng trái phải, giúp mở rộng không gian thổi hơi lạnh hiệu quả hơn rất nhiều. Khả năng làm lạnh của sản phẩm này được khách hàng đánh giá rất cao bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Bên cạnh đó thì chiếc máy lạnh này còn có tính năng hỗ trợ lọc không khí rất hiệu quả. Ree đã trang bị hệ thống Cold Plasma bên trong máy. Nó sẽ tiêu diệt các phần tử gây ô nhiễm, bụi bẩn, các mùi hôi khó chịu, giúp làm sạch không khí, hạn chế đến 99% những chất gây dị ứng trong không khí, 95% các vi khuẩn độc hại và 85% các loại virus khác, mang đến cho bạn một bầu không khí sạch sẽ và an toàn nhất. Như đã giới thiệu từ ban đầu thì chiếc máy lạnh này có chức năng vô cùng thông minh và hiện đại, đó là nó có thể điều chỉnh máy lạnh thông qua một chiếc điện thoại thông minh. Và nếu như mà chúng ta bị thất lạc mất remote thì cũng không sao cả. Chúng ta sẽ tải ứng dụng Ree Plus về điện thoại và kết nối với máy lạnh. Sau đó là có thể điều chỉnh mọi chức năng trên chiếc máy lạnh này ngay trên chiếc điện thoại của mình. Có thể điều chỉnh nhiệt độ này, đổi chế độ này, thay đổi tốc độ quạt hay chọn hướng cánh đảo gió đều được. Đặc biệt, khi gặp trường hợp chúng ta ra ngoài mà quên tắt máy lạnh ở nhà hoặc là chúng ta đang đi làm mà muốn mở máy lạnh ở nhà trước thì mình chỉ việc cầm điện thoại lên và chọn thao tác để tắt hay mở máy lạnh là sẽ được ngay.
miễn là điện thoại của bạn có kết nối Internet, Wi-Fi hay 3G, 4G đều được. Quá hiện đại phải không nào? Máy lạnh Gree Wi-Fi Invector 1 ngựa GWC09BCK6DNA1B, thiết kế thời trang, gọn gàng, trang bị đèn màn hình remote và màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh. Công nghệ Invector tiết kiệm điện, vận hành êm ái, làm lạnh sâu và hơi lạnh lan tỏa đều. Điều khiển từ xa vô cùng thông minh và tiện lợi bằng smartphone. Hệ thống Cold Plasma diệt các phân tử gây ô nhiễm, bụi bẩn và mùi hôi. Chế độ Quiet giúp máy vận hành êm ái, hạn chế tiếng ồn. Ga R32 làm lạnh nhanh, an toàn cho sức khỏe, bảo vệ môi trường. Quá nhiều tính năng hiện đại trên chiếc máy lạnh này phải không nào? Mình thì mình vẫn yêu thích nhất đó là tính năng có thể điều khiển máy lạnh mọi lúc mọi nơi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Và chúng ta có thể điều chỉnh dù ở nhà hay là ngoài đường, quá tiện dụng phải không nào? Với những bạn nào mà say mê công nghệ thì chắc hẳn các bạn cũng sẽ yêu thích sản phẩm này đấy. Còn với cảm nhận của bạn thì sao? Nếu như các bạn yêu thích sản phẩm này, đừng quên gọi điện đến số tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào website điệnmaysanh.com để đặt hàng và được giao hàng tận nơi miễn phí các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đặc biệt khi mua sản phẩm tại Điện Máy Xanh sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, hỗ trợ trả góp, miễn phí công lắp đặt, bảo hành chính hãng máy lạnh 4 năm, có người đến lấy tận nhà, đổi sản phẩm lỗi miễn phí trong vòng 1 năm nếu lỗi nhà sản xuất, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bảo hành remote 4 năm, máy nén 5 năm